xin chào các bạn mình là thế anh mình đến từ cộng đồng thế anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn ido các dàn nft các dàn IELTS đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng nhận đi tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ ở trên kênh video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án blackspot tham gia vào dự án hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia với nền tảng ido BSCS station đã một nền tảng Ido và uh, đang được nhận được sự quan tâm của rất là nhiều anh em và trong một dự án uh, hôm nay sẽ là một dự án đặc biệt hơn những dự án chúng ta tham gia uh, trong những phiên gần đây. Uh, ngay lúc này chúng ta sẽ cùng đi vào phần giới thiệu về dự án Blogspot và khám phá về những điều hay từ dự án. Thưa các bạn đây chính là trang chủ của dự án Blogspot, một dự án về thể thao lối kết nối người hâm mộ với các nền tảng thể thao như bóng đá hay là các nền tảng uh, game uh, hoặc uh, các cái nền tảng như bóng rổ, bóng truyền vân vân. Đấy thế anh em có thể vào trong đây để chúng ta xem qua về giao diện web một chút. Đấy. Ở đây là một cái giao diện mà chúng ta có thể thấy là họ đang kết nối những fan club với các các uh, các câu lạc bộ hay là các cái uh, trò chơi hay là bán những cái vật phẩm NFT các thứ. Dành cho người hâm mộ để có thể là có những hình ảnh của thần tượng của mình với những hình ảnh đẹp nhất vân vân à, chúng ta có thể vào trong đây chúng ta xem à, đây là một dự án không phải là một dự án của việt nam mà một dự án của nước ngoài chúng ta có thấy địa chỉ tên đường các thứ hoàn toàn ở nước ngoài và mình nhận thấy ở trong đây thì cũng không có gì khác ở ngoài cái những cái thông tin mà bằng tiếng Anh nên mình tin chắc đây là một dự án đến từ nước ngoài và một cái dự án như vậy thì mình nghĩ là cái nguồn vốn và mọi thứ nó sẽ dồi dào hơn ờ đây chính là cái phần uh, đây là một cái trang khác chúng ta có thể theo dõi dự án này Đấy. đây đây là nó với token và mình cũng đã có một cái phần dịch qua về cái mã thông báo Đấy. mã thông báo bst nổ mã thông báo tiện x do blog post phát hành dựa trên nền tảng nft à, là cơ sở cho các giao dịch và tương tác nó có thể sử dụng để mua tài sản nft mã thông báo của người hâm mộ và tham gia các chức năng và dịch vụ nền tảng nền tảng NFT phát triển dựa trên chuỗi khối là Ethereum và chuỗi thông minh uh, tức là mạng Balancy BSC với các tính năng cốt lõi phát hành đấu giá đấu thầu tài sản NFT thể thao và phát hành đấu giá và thông báo người hâm mộ và khai thác NFT Bloodsport dành riêng để xây dựng một hệ sinh thái dành cho những người đam mê thể thao và thể thao tích hợp trò chơi bộ sưu tập NFT thể thao và quản lý cộng đồng của người hâm mộ cũng như xây dựng một nền tảng dịch vụ cho những vực dọc của ngành thể thao một thế giới được mã hóa. Đấy đây là một cái mã thông báo ứng dụng khá là hay và đây là một trong những cái chủ đề rất là lạ đấy chúng ta cũng ít thấy những cái dự án IO mà có đi theo cái nền tảng về thể thao như thế này đây cũng là một trong những dự án phá lạ đúng không ạ ở về phân phối token thì tốc cơ dự án này có tổng cung là một một tỷ tỷ token và cũng phân phối rất là bành mặt rõ ràng ở trong đây có một cái map thì chúng ta có thể xem ở đây chúng ta thấy là trong vòng property thì vòng bán tương tư sẽ là 120 triệu rồi ở, trong phần marketing sẽ là cũng là 120 triệu team là 20 này stacking này stacking này sẽ chiếm một cái phần lớn đúng không ạ 40 dành cho stacking vòng C thì là 30 triệu rồi cố vấn là 30 triệu này bán hàng công khai tức là cái chương trình IDO chúng ta đang tham gia đấy nó sẽ có khoảng 10 triệu Ido và cái nhé cái cũng nằm ở trong Ido đấy rồi đối tác chiếm được đúng không ạ đối tác chiếm được là 100 triệu nhìn chung là chúng ta thấy một cái chắc chắn ở đây đó là tổng cung nó sẽ thực tế nó lưu hành cùng lắm là 60 phần trăm vì 4 phần trăm đã nằm ở trong staking rồi đó. ngoài ra thì đội ngũ team của cố vấn và vòng public của nhầm là nó sẽ khóa một phần nữa kể cả phần marketing các thứ thì có thể nó sẽ khóa một phần Để cho nên là Tổng cung khi mà thực tế lưu hành nó sẽ khoảng tầm 50 phần trăm là cao thôi. Đấy. Đây là những cái trường hợp sẽ sử dụng uh, BSTP chúng ta có thể thấy ở đây. Đấy. Có 5 trường hợp chúng ta sẽ sử dụng uh, BSTP chúng ta có thể xem. Yeah. Uh, và dự, uh, về thông cáo báo chí thì uh, dự án này xuất hiện ở trên Esport. com uh, buri bu, gì đấy nói chung mình không giỏi tiếng anh lắm. và một số cái trang cái trang báo khác Đấy, chúng ta có thể thấy từ các cái tạp chí thể thao cũng như báo thể thao chúng ta thấy nhá rồi cũng xuất hiện ở trên coin telegram một trong những uh, trang báo chí cực kỳ lớn ở trên uh, của của anh em crypto chúng ta đúng không ạ nhiều người vẫn đọc và coi telegram nhiều nguồn mình thấy là nguồn báo chí thì cũng nguồn báo chí là Việt Nam về coi ấy, thì phần lớn là cũng lấy nhiều ở bên coi Telegram rồi có NFT lưu đây này, iSpot Collect và iSpot Insider Đấy. về về dàn backer chúng ta thấy có Lula Capital, NTV uh, Capital và rất là nhiều các cái đối tác khác Đấy. đây là quỹ về phần quỹ là những nhà đầu tư chúng ta thấy là nhiều nhà đầu tư đều chiếm được và có rất nhiều cái tên lạ và mình nghĩ là những cái tên này thì không đến từ Việt Nam. Đấy anh em có thể thấy. Mình cũng chưa chưa nhìn thấy cái tên nào quen quen lắm. Đấy. về partner, partner thì có những câu lạc bộ thể thao ờ uh, đóng vai trò là partner ở đây cũng như là có những đối tác để chúng ta có thể xem dàn partner ở đây nhá. Uh, có một điều mà mình nhận thấy ở trên Twitter của dàn đó là một dàn dài hơi và nó đã trải qua ở một cái quá trình rất là lâu trước khi phát hành token ở trong các hành trình bản IO nếu mà nói về tài khoản Twitter này đã tồn tại từ năm 2018 luôn và vị trí của nó là Switzerland nên là một địa điểm ở châu Âu Đấy. về phần follow thì chúng ta cũng thấy một số cái dự án cũng follow như là Isnini rồi có BSC Station là đối tác bán hàng IDO này, có follow đúng không ạ? Và một số trang iRobot khác chúng ta cũng có thể xem ở trong đây. Đấy. Tờ của dự án thì đạt được là 32,3 nghìn lượt follow. Nhìn chung là đối với dự án này thì mình thấy là một dự án từ nước ngoài có một cái là từ nước ngoài nó sẽ khác hoàn toàn so với những dự án chúng ta làm của thiết cái này. Ờ, chúng ta cũng có thể theo dõi một chút về uh, giới thiệu dự án mà trong cái phong mình đã có sẵn ở đây cho anh em thì với tổng cung là 1 tỷ token giá bán IDO của nó là 0,005 đô 0,005 đô và tổng cung 1 tỷ thì con này chắc là khi Nissan sẽ x khoảng x6 trở lên Đấy. x6 trở lên thì nó sẽ rơi tầm khoảng 0,3 cái này thì mình nghĩ là đạt được bởi vì là uh, thực tế thì khi mà lưu hành thì nó là khoảng 500 triệu nghĩa là từ 0.3. thì uh, nói chung là anh em tham gia dự án này thì uh, khá là ok, các dự án IDO đến từ BSC Station thì chúng ta cũng không không có gì chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều đúng không ạ. IDO là sẽ có lãi thôi. À, đấy là những cái phần giới thiệu sơ qua một chút về dự án Blockspot mà tham gia ngày hôm nay. Lúc này đây chúng ta sẽ chuyển sang phần bán hàng IDO. Uh, thưa các bạn, uh, tham gia vào chương trình uh, IDO trên bsc Station uh, thì chúng ta sẽ có nhiều hình thức để tham gia Đấy, Chúng ta có thể tham gia với vòng Privacy, vòng phân bổ đảm bảo, vòng cộng đồng Đấy, Thì đối với anh em tham gia vòng cộng đồng Community thì uh, quy định như mọi khi chúng ta vẫn biết đó là gì ạ Đó là chúng ta sẽ có một cái phong, có một cái phong để chúng ta tham gia Tuy nhiên với vòng cộng đồng hôm nay thì chúng ta cần có một cái lưu ý là các bạn sẽ cần phải hoàn thành phần kc ở mức độ cá nhân. Đấy. Chúng ta sẽ cần kC thì có một cái lưu ý là khi chúng ta điền cái ở trong cái phần nội dung kC thì nó sẽ có một cái phần địa chỉ ví chúng ta sẽ điền đúng cái địa chỉ ví mà các bạn tham gia bài đô. Đấy tức là trong cái round này thì anh em nào muốn abc thì cũng hơi hơi mệt vì nó sẽ cần phải cây thì các bạn mới có thể tham gia được vào vào ido Đấy, các bạn nhớ nhá ta sẽ cần phải cây và trong cái mẫu chúng ta điền để cây ở trên flash uh, thôn ấy thì nó sẽ có một cái phần để chúng ta điền địa chỉ ví các bạn điền chính xác địa chỉ ví mà các bạn khai báo trong thông này được Đấy chưa Kể Đấy. cả các anh em tham gia phân bổ đảm bảo hay là tham gia vòng bán hàng thứ tư cũng đều phải làm như vậy cả Đấy. <laughs> thì đối với cái vòng uh, vòng vòng cộng đồng ấy chúng ta cần phải lưu ý là uh, chúng ta điền phong và các bạn sẽ có thể nếu các bạn trúng vào khuyến thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình từ 10 đến 20 USD để chúng ta mua IDO uh, và bên cạnh đó thì uh, trong số ví dụ trong số 1.000 người tham gia khuyến thì sẽ chọn là 50% tức là 500 người sẽ được mua hàng IDO Đấy. thì các bạn cần phải nhanh tay Người ta mua Đấy. có vậy thôi đúng không? còn đối với anh em là tham gia vòng phân bổ đảm bảo thì các bạn có thể mua được từ 20 đô đến uh, 20 đô đến 80 đô uh, trong chương trình bán uh, hàng IDO nhưng ở trong phân bổ đảm bảo thì các bạn lưu ý là nó sẽ nó nó sẽ có từng mốc đây mở đây nó sẽ có từng mốc anh em ạ Đấy, thế thì anh em stack càng nhiều thì anh em sẽ càng được phân bổ nhiều Tức là ví dụ bây giờ anh em stack lượng 15 000 các bạn sẽ phân bổ IDO ở một lượng ví dụ 20 BUSD chẳng hạn Anh em stack 30 000 ở cái mốc 30 000 thì sẽ phân bổ gấp đôi Đấy, mốc, mốc 50 000 thì lại gấp đôi của cái mốc kia ví dụ như vậy Đấy, Thì anh em chú uh, ý là chúng ta cần phải theo dõi cái bảng phân bổ này nhé ở ngoài việc uh, chúng ta stack BSS thì các bạn có thể stack uh, cặp thanh khoản BSS uh, trên BLB hoặc là anh em stake BSCS trên BUSD với cái lượng phân bổ anh em có thể xem ở đây nhé. Ờ, còn vấn đề stake thì anh em sẽ vào cái chỗ phần IDO pool người ta stake. thì bên cạnh việc các bạn có thể tham gia vào uh, IDO thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái khoản lãi uh, từ cái việc stake token. nên anh em gọi là khi stake các bạn sẽ có lãi kép. Đấy. nó sẽ khác hoàn toàn so với việc là anh em tham gia vào các cái chương trình IO uh, IEO của các sàn giao dịch bởi vì là hiện ra các IEO của sàn giao dịch thì các bạn chỉ có thể mua được IEO thôi nhưng khi mà các bạn stake ở trên BSC thì các bạn có vừa nhận lãi vừa có thể tham gia vào chương trình IEO để mua hàng đây là một cái điều mà có lẽ là nó sẽ có ưu điểm hơn so với những cái chương trình IO uh, IEO ở các sàn giao dịch bên cạnh đó thì BSC Tyson thì các bạn nhớ là một tháng thì có rất nhiều chương trình IEO có tháng hơn 10 IEO còn bèo nhất thì cũng phải có tầm khoảng 10 IEO nên các bạn khi stake BSCS là một cái điều rất là lợi cho các bạn đặc biệt là trong thời điểm này thì giá BSCS được điều chỉnh giảm rất là sâu uh, sau uh, những cái đợt bão của thị trường đấy cho nên là lúc này anh em stack thì có lợi hơn so với uh, khoảng một tháng trước đây hoặc là khoảng một tuần trước đây thì giá nó cao hơn thế này rất là nhiều thì với cái lượng rất 15.000 ấy thì anh em chỉ cần stack rơi tầm khoảng 4.700 đô thôi không cần nhiều đúng không ạ các bạn đã đủ tư cách để tham gia vào mọi chương trình idol ở trên BST Station ở khi các bạn đã tính sợ tách thì anh em luôn uh, chuẩn bị và suy tính cho mình là chúng ta sẽ tham gia liên tục các chương trình idol ở trên BSC Station và cái lượng stake đó thì các bạn coi như là mất đúng không ạ các bạn coi như là mất bởi vì là đã tham gia idol thì các bạn chỉ quan tâm đến cái token idol còn lượng stake thì có lẽ chúng ta không nên quan tâm quá nhiều được chưa Đấy, thì anh em có thể theo dõi trong đây nhá. Đó thể stake ở đây có cái các cái mốc là 6 tháng này, stake 3 tháng tức là cái khóa nó sẽ bị khóa 6 tháng, khóa 3 tháng và khóa 2 tháng đấy. Đó, anh em chọn cái thời điểm khóa phù hợp. Đấy. nếu anh em cảm thấy sợ thì anh Nam em khóa 2 tháng thôi để cho nó sớm mở. Còn nếu anh em mà cảm thấy ok thì chúng ta cứ cứ khóa hẳn 6 tháng đi, được chưa Đó. Thì vòng phân bổ đảm bảo ấy thì chúng ta sẽ có một cái đó là các bạn sẽ chắc chắn mua được chắc chắn mua được thứ hai là sẽ được mua nhiều hơn so với ông cộng đồng và mình nghĩ là trên kênh chúng ta thì anh em đủ khả năng để tham gia phân bổ đồng bạc mà nhiều anh em có thể tham gia được ở ờ, riêng đối với vòng 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 Gravity thì mình nghĩ là không tham gia được bởi vì là nhiều anh em trên kênh chúng ta chưa đủ vốn Đấy, tuy nhiên nếu như anh em trên kênh chúng ta có cái mập nào mà có muốn tham gia thì các bạn có thể tham gia với cách là các bạn sơ tách ở lượng là mức ngưỡng vip Đấy, à, ngưỡng VIP thì như hầu BSCS thì nó sẽ là 3 300.000. À, 300.000 BSCS, 300.000 BSCS thì hiện nay thì 300.000 nó là một cái con số đã có cái sự điều chỉnh giảm hơn đó là các bạn hầu với một cái lượng tiền đó là 93.000 đô. Đấy. À, với việc hâu nhiều như vậy thì có lợi gì không ạ? Chắc chắn là có lợi. Chúng ta có thể tham gia vòng Privacy tham gia cả phân bổ đảm bảo với mỗi vòng phân bổ đảm bảo các bạn có thể mua được một suất nó rơi tầm khoảng từ 1.000 đô đến 2.000 đô và với vòng Polarity thì mình không có làm rõ là mua được bao nhiêu nhưng ở trong vòng Polarity vòng bán hàng thứ tư sẽ được cái mức giá ưu đãi khoảng 20% so với các bạn mua ở các vòng phân bổ đảm bảo vòng cộng đồng đấy đây là một cái lợi dành cho những anh em gọi là vip đúng không ạ vip thì chắc chắn sẽ có quyền lợi tốt hơn đấy. Thì anh em nào có điều kiện là có thể tách uh, nhiều hơn để có thể tham gia vòng property Ờ, còn với việc là chúng ta tham gia thế nào thì ở đây mình đã chuẩn bị cho anh em một cái để anh em có thể theo dõi này. đâu rồi nó nằm ở đâu ta? Đây. đây đây là một cái ví dụ cho anh em tham gia cách chúng ta mua hàng Đây các bạn này, chúng ta sẽ vào chỗ Open Audio IDO diễn ra. Nếu các bạn mèn chúng, chúng ta sẽ vào cộng đồng. Ví dụ vào cộng đồng này, chúng ta vào view detail. Ở trong đây nếu các bạn có trong whitelist thì nó sẽ hiện lên là bạn có trong whitelist và nó sẽ hiện cho các bạn số tôi cần mua được cái full list là bao nhiêu và cái nút join pool sẽ bật xanh cho các bạn đến thời gian thì các bạn nhanh tay các bạn ấn thì có thể tham gia vào vòng bán hàng ở đứng tư xin lỗi anh em chúng vào vòng cộng đồng. Còn ở trong vòng phân bổ đảm bảo thì đây là một cái mẫu rất là rõ ràng nha các bạn. Nếu các bạn có uh, xuất mua phân bổ đảm bảo thì nó hiện full list hiện uh, số token các bạn mua được sao đô Nút swap sẽ sáng cho anh em. Đấy, các bạn có thể thấy là nút swap nó sẽ sáng. Và trong cái phần này thì mình có mẫu để anh em mua này. Đấy, chúng ta có thể là chỉ cần ấn vào cái nút swap thôi, rất là đơn giản để các bạn có thể mua được. À, ấn vào nút giao này. Đấy. Các bạn ấn vào nút phát trên MetaMask nó sẽ hiện lệnh xác nhận. Chúng ta có thể ấn vào phần edit để chúng ta điều chỉnh cái ga Proi cao lên một tí nữa. Đấy. Ví dụ bây giờ ga 5 thì các bạn điều chỉnh lên 7 này. Bởi vì các bạn thấy là ga limit nó rất thấp chúng ta điều chỉnh lên với giá BNB hiện tại thì nó không không tốn là nhiều đúng không ạ? Ta xác nhận lệnh đấy. Và sau đó thì nút join sẽ à, à, bị chuyển sang màu xám và nó sẽ thành Joyer rồi rồi, rồi đấy tức là chúng ta tham gia thành công và khi lệnh chúng ta gửi được thì tức là chúng ta đã mua được ido đấy. đấy. các bạn chỉ cần chờ đợi đến thời gian phân phối thôi. thì như mình, các bạn có thể thấy là cái thường là các cái dự án ido nó sẽ khóa, nó sẽ khóa thanh khoản một thời gian, đấy, tức là nó sẽ mở khóa cho các bạn 50% các bạn cờ làm ngay lúc mà trình ido kết thúc và sau cái thời gian đi sàn thường là bên BSS thì họ sẽ uh, cho các bạn cờ làm sau 30 phút sau khi mà token đi sàn Đấy. À, cũng có trường hợp là lên tới vài tiếng Đấy. sau đó thì uh, sau khi chúng ta cờ lam một cái lượng 5% ấy, thì các bạn sẽ được mở khóa 5% Trong phiên tiếp theo trong cái dự án này còn thường là người ta thường mở khóa khoảng tầm từ 20 50 uh, 20 đến 25% mỗi tháng trong 3 tháng nhưng riêng với dự án này sẽ được mở khóa 5% để cờ lam ngay khi mà đi sàn và cũng như là mở khóa 50% trong uh, các trong trong tháng tiếp theo Đấy. dự án này thì có vẻ nó ok hơn một tí đúng không ạ nó không sợ sập giá Uh, đó đó là cái phần uh, thông tin hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta mua ADO còn lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, chuyển qua uh, một cái món nữa mà anh em rất quan tâm đó là tham gia vào westnit để các bạn có thể tranh mua trong suốt có community cộng đồng Đấy. đây là một cái mà giúp cho người mới anh em có thể trải nghiệm được anh em có thể trải nghiệm được uh, về nền tảng bst tasting uh, cũng như là những anh em nào còn năm phân vân uh, có lên đầu tư best station best station có lợi nhuận thực sự anh không thì em có thể trải nghiệm thông qua cái vòng community này đối vòng community thì chúng ta nhớ là các bạn sẽ vẫn phải kc như thông thường mình đã nói và đây là cái uh, cái trang kc khi khi chúng ta mở ra chúng ta sẽ có cái thao tác quyền ứng dụng Đấy kiến ứng dụng cũng như là. còn nếu anh em nào chưa KYC ở trên Platicech uh, chưa có thông tin thì các bạn sẽ điền tên để các thông tin địa chỉ vân vân để chúng ta KYC cái này thì mình không hướng dẫn cho các bạn được mong anh em thông cảm vì do chính sách của YouTube chống cuồng lối văn nạt nên mình cũng không sâu địa chỉ có thứ cho anh em xem được chỉ có thể cho anh em xem địa chỉ bí thôi Đấy, anh em thông cảm với mình nhé chúng ta sẽ mở Telegram này mở Twitter này Đấy, chúng ta mở những cái mạng xã hội này chúng ta nên được cho trước tiên là join vào kênh telegram khi join người ta vào very is the human thứ nhất này được chưa ta mở tiếp kênh telegram của bc station này mở twitter này Đấy, chúng ta roi này mở tiếp twitter này rồi chúng ta cũng sẽ mở live với kích twist là đã chọn close twist đi Đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ copy thẻ test Chúng ta cũng sẽ test 3 người bạn Test 3 người Đây chúng ta test Rút tuyết này Đó Được chưa Chúng ta có thể vào phần view Mở ra Copy phần link chia sẻ Bài đăng chúng ta đã chia sẻ Copy phần link Trở lại ở đây thì chúng ta điền Thông tin thứ nhất là Phần username này thứ hai là twitter này thứ ba là phần địa chỉ sau đó anh em bài đăng người ta vừa chia sẻ phần địa chỉ ví thì các bạn dùng ví eth ở trên chiếc collect hoặc metamask chúng ta copy phần địa chỉ ví eth sau đó quay trở lại các bạn biết này ổn chưa anh em Đấy. Sau những phần này thì chúng ta sẽ gửi cái biểu mẫu để hoàn tất quá trình đăng ký. Cùng với việc KC nữa là anh em đã hoàn thành xong ở cái công việc tham gia vào uh, Wallet. Ờ, uh, mình nghĩ rằng đối với dự án mà có KC thế này thường là dự án chất lượng. Đấy, cho nên anh em cố gắng tham gia vào Wallet cũng như nếu như anh em có điều kiện thì chúng ta có thể tham gia các vòng phân bổ đảm bảo của uh, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về IDO đối với dự án Blockspot đến từ BSC Tây Sơn hy vọng với một dự án đến từ nước ngoài, đặc biệt là đến từ châu Âu thế này thì nó sẽ có thể có động lực để tăng giá và mình cũng mong là thị trường sẽ khá hơn để anh em tham gia Ido trên Btc Station cũng như tham gia trên các nền tảng giao dịch có thể có thêm những cái lợi nhuận tốt hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong chào tiếp theo.